Xin chào mọi người, tiếp tục đến với Luyện Khí 10 Vạn Năm tập 31 và 32. Mở đầu của phim, Lai Ngành Hoàng Thiên sau khi biết Tử Dương không biết bay, ông liền nói, ngươi yên tâm để Lão Phu đuổi theo, dù là thiên vương lão tử, Lão Phu cũng phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất, rồi lập tức rời đi. Triệu Băng trong đầu có hai suy nghĩ, thân hải Lam Tấm đang ở trong tay Tử Dương, giờ còn hai người nếu dùng thủ đoạn cướp để cứu thê tử, cũng sẽ bị cô ấy xem thường. Nhưng không được, Tử huynh đệ không phải là kẻ ác, đang không biết làm thế nào. Tử Dương liền nói, ngươi có hai lựa chọn, một là dốc sức chiến đấu không chết không ngừng với ta, hai là thay ta cứu thanh thủ ra. Ta sẽ cứu mang thê tử ngươi rồi lên linh thuyền rời đi. Triệu Bằng nghe xong, đồng ý rồi bay đi cứu thanh thú. Chuyện cánh, Lai Ngành Hải Ma Tông, tông chủ tức giận nói, thứ ta muốn là Thâm Hải Lam Tâm, ngươi đưa nha đầu này về có tác dụng gì? Tên thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống nói, tông chủ, thực lực đối thủ quá mạnh, các huynh đệ đều chết hết rồi, nhưng trao đổi nha đầu này với bọn chúng nhất định mang Thâm Hải Lam Tâm tới cứu cô ta, ngay ở đây tọa trấn. Dù bọn chúng dùng chiêu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ngài. Thanh thủ đang bị giam cấm nghe được cũng bật cười nói, ta cười các ngươi ngông cuồng tự đại, ếch ngồi đáy giếng, tự cho thực lực bất phàm, nhưng gặp phải lão tổ chúng ta e sợ tới nói không lên lời. Khi nghe được thực lực của Tử Dương chỉ là luyện khí kỳ, đám thuộc hạ liền cười phá lên rồi nói, không phải ngươi ngốc chứ, ngay cả tu vi cao thấp cũng không phân rõ được, một động thiên như ta khua tay một cái thì hắn đã tan thành tro bụi rồi. Vừa dứt câu, lúc này Hoàng Thiên đến đánh chết hai tên đệ tử rồi nói, xung quanh Hải Ma Tông các ngươi ngay cả chim trời, cá nước ăn cũng không có, chỗ nào giống chỗ người ở chứ, Triệu Bằng lúc này cũng tới. Hoàng Thiên xuất ra tận phong nhẫn, rất nhiều luồng khí lực tấn công tông chủ Hải Ma Tông, hắn dễ dàng đón đỡ, rồi hóa thú lao tới liên tục tấn công Hoàng Thiên. Do tốc độ quá nhanh, Hoàng Thiên không thể đánh trúng tông chủ Hải Ma Tông, tông chủ xuất ra phần bạo nhất kích, một luồng ma khí khổng lồ tấn công Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xuất ra khí thôn sơn hải để đón đỡ, một trưởng gặp nhau tạo ra một vụ nổ lớn. Lúc này tông chủ Hải Ma Tông xuất ra hồn tiêu thực cốt trận vây quanh người Hoàng Thiên để luyện hóa ông. Đám đệ tử cũng tập hợp, một thanh ma kiếm tấn công Triệu Băng. Lúc này Tử Dương đã đến, cậu đâm thẳng linh thuyền phá tan chính diện của Hải Ma Tông, rồi một cái vẩy tay đã giải cứu được thanh thú. Tông chủ Hải Ma Tông lao tới định tấn công Tử Dương, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, hắn liền nhớ lại vạn năm trước, đang hút máu các tù sĩ để gia tăng sức mạnh bản thân, thì Liên Tuyết và Tử Dương xuất hiện. Liên Tuyết chỉ dùng một chiêu đã đánh vỡ tâm mạch của hắn, hắn quỳ xuống cầu xin tha mạng để chuộc tội, Tử Dương liền tha cho hắn. Nhưng đánh gãy sừng ma linh giác của hắn để luyện chế pháp bảo phòng thân cho Liên Tuyết. Khi nhận ra Tử Dương chính là cao nhân năm đó, hắn quỳ xuống van xin tha mạng. Sau khi định giết hắn, hắn liền nói biết chỗ của Liên Tuyết. Nghe xong Tử Dương liền dừng tay. Tông chủ Hải Ma Tông nói, vạn năm trước ta đang ở trong hẻm núi Đông Hải Tây ngưng tụ tu luyện, đột nhiên bị khí tức mạnh mẽ quấn nhiễu, chỉ thấy một đám người đang vây đánh Liên Tuyết, chúng xuất ra cấm thuật, xuất hiện một luồng linh lực khổng lồ, một thân ảnh to lớn tấn công Liên Tuyết, cô liều mạng xuất ra diệu linh lưỡng nghi trận tấn công, một vụ nổ lớn xảy ra, sau vụ nổ đó thì ta liền mất ý thức, tỉnh lại thì không còn thấy Liên Tuyết, rồi hắn rời đi. Lúc mà định rời đi, Tử Dương đã dùng một luồng khí lực giết chết hắn.